Ơi thì lời nói đầu tiên xin gửi lời chúc đến quý bà cô chú anh chị cùng các bạn và các em học sinh, lời chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc nhất. Thì hồi tương rồi mình đã hướng dẫn cho các em hát một bài hát thật là sôi động, một giai điệu thật là hay, là bài hát Ước Mơ, nhạc của Trung Quốc và lời của An Hòa. Rất là hay và rất là tuyệt vời phải không quý bà cô chú anh chị cùng các bạn và các em học sinh. Thì để tiếp tục hôm nay thì do tình hình thì các em vẫn chưa có thể đến trường đi học, mà các em phải học qua một số cái hình thức qua mạng, qua online, học trực tuyến và chưa có thể đi học trực tiếp lại. Thì tiếp theo thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các em hát một bài hát được mang tên là Nhớ Ơn Bác. Được trích hai câu hát trong chương trình học lớp 5 thuộc về một cái tiết học tập độc nhạc số 4 nhé. Và rất mong quý bà cô chú anh chị cùng các bạn và các em học sinh sẽ nán lại xem hết video, và đừng quên để lại bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Đồng Khởi Nhà Quê, tiếp thêm động lực cho kênh Đồng Khởi Nhà Quê ngày càng được hoàn thiện và ngày càng được. Xin mời quý bà cô chú anh chị cùng các bạn và các em học sinh hãy xem thầy và trò của chúng em học hát bài tập tục nhạc số 4 được trích hai câu nhạc trong bài Nhớ Ơn Bác của nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu như thế nào nhé. Thì các em cũng đã biết Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thì nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu đã viết ra một bài hát được mang tên Nhớ Ơn Bác để tỏ lòng thành kính, để tỏ lòng biết ơn và nhớ ơn về Bác. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em một bài hát được mang tên Nhớ Ơn Bác trong phần tập độc nhạc số 4, được trích hai câu của bài hát Nhớ Ơn Bác này nhé. Và để trước tiên mình hát tốt bài Nhớ Ơn Bác trong tập độc nhạc này thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em luyện về cao độ của cái bài Nhớ Ơn Bác này nhé. Thì gồm có 6 nốt nhạc cơ bản, đây là những cái nốt nhạc chủ đạo của bài Nhớ Ơn Bác mà chúng ta sắp học tới đây nhé các em. Thì gồm có nốt đô, nốt rê, nốt mi, nốt son, nốt la và nốt đố. Thì chúng ta gắng cố gắng là sẽ đọc tốt về cao độ của 6 nốt nhạc này. Thì mình sẽ dựa vào cao độ chủ đạo của cái 6 nốt nhạc này, mình sẽ hát tốt bài Nhớ Ơn Bác hơn nhé. Và bây giờ thầy sẽ đàn cho các em nghe trước nhé. Rồi bây giờ thầy sẽ đọc cho các em nghe nhé. Do re mi son la do. Bây giờ thầy sẽ đàn cho các em đọc nhé. Rồi gắng cố gắng mình đọc cho tốt về cao độ này nhé các em. Và tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em sẽ vỗ tay theo tiết tấu. Đây là một cái âm hình tiết tấu chủ đạo của bài Nhớ Ơn Bác này. Thì chúng ta sẽ cố gắng thực hiện là vỗ tay tốt về tiết tấu này thì các em sẽ hát tốt về tiết tấu của bài Nhớ Ơn Bác này nhé các em. Và bây giờ thầy sẽ thực hiện cho các em quan sát nhé. Gồm có nốt đen, nốt móc đơn và nốt trắng nhé các em. Thì các em quan sát thầy vỗ nhé. Đen, đơn, đơn, đen, đen, đơn, 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 trắng. Rồi các em nghe lại nhé. Đen, đơn, đơn, đen, đen, đơn, 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 trắng. Chúng ta chú ý là gồm có 4 nốt đơn cuối nha các em. Nốt trắng mình sẽ kéo dài 2 phách nha các em. Và mình sẽ thực hiện nhiều lần cái tiết tấu này thì mình sẽ dựa vào cái tiết tấu chuẩn đó mình sẽ hát tốt bài Nhớ Ơn Bác hơn nha các em.
Và để tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em đọc nốt nhạc của bài Nhớ ơn Bác này nhé. Và các em chú ý đây chỉ là một bài tập đọc nhạc và chỉ trích hai câu nhạc của bài Nhớ ơn Bác thôi nhé các em. Và bây giờ thầy sẽ đang cái nốt nhạc cho các em nghe nhé. Do 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 mi son la son la do son. Do la do son mi son mi re mi do. Và chúng ta chú ý là kéo dài ở cuối cái nốt đồ nhé các em. Và chữ no ở phía trên là nốt son thì chúng ta cũng kéo dài hai phát nhé các em. Và để mình dễ hát hơn thì thầy sẽ chia câu cho chúng ta dễ hát nhé. Câu thứ nhất thì tương ứng với hàng thứ nhất là gồm có đố 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 mì son la đố son. Đây là câu thứ nhất nha các em. Và câu thứ hai là đố la đố son mi re mi đô. Đây là câu thứ hai. Và trước tiên thì mình sẽ nghe thầy đàn và thầy sẽ đọc câu thứ nhất cho các em nghe nhé. Chúng ta chú ý ngay chỗ chữ ấm gồm có hai nốt, đó là nốt la và nốt đố. Thì mình sẽ luyến từ nốt la lên nốt đố nhé. Chúng ta nghe thầy đàn và thầy đọc câu thứ nhất nhé các em. Đô 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 mi son la đô son. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc nhé thầy đàn nhé các em. Rất là dễ đọc phải không các em? Chúng ta chú ý ngay câu này khó ngay chỗ chữ ấm nhé. Chữ ấm gồm có hai nốt, đó là nốt la và nốt đố. Mình phải liếng lên cho đúng về cao độ nốt la và nốt đố nhé. À, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em hát câu tiếp theo nhé các em. Câu tiếp theo thì các em nghe thầy đọc nhé. Đô là đô son, mi son mi re mi đô. Chúng ta chú ý là kéo dài cái nốt đồ cuối nhé, vì cái nốt đồ là nốt trắng. À, bây giờ thầy sẽ đàn cho các em đọc nhé. Rất là dễ đọc phải không các em? Và bây giờ thầy sẽ đàn và các em sẽ đọc hai câu nối lại nhé các em. Rất là dễ đọc phải không các em? Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em hát lời ca nhé. Mình sẽ dựa vào cái cao độ mà thầy đã hướng dẫn cho các em. Thay vì mình đọc là đô 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 mi thì mình sẽ hát gấp với cái lời lại là a cô ba cô. Chúng ta nghe và hiểu ý thầy nói không nè. Bây giờ thầy sẽ hát cái lời cho các em nghe nhé. Và các em có thể hát cùng thầy nha. A cô ba cô. Đây là câu thứ nhất các em. Và câu thứ hai, chúng em đố ca càng như tấm gương bạc cô. Rồi đây là cái lời của hai cái câu của trong bài Nhớ ơn Bác nhé các em. Rồi bây giờ thầy sẽ đàn cho các em hát cái lời ca nhé. Và bây giờ thầy sẽ đàn giai điệu và quay lại mình sẽ hát lời ca luôn nhé các em. Và vừa rồi thì thầy đã hướng dẫn cho các em hát về nốt nhạc nè, rồi về giai điệu và tiết tấu và lời ca. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em vừa hát lời ca và mình có thể vừa vỗ tay theo nhịp nhé. A có bác hồ đời em được ấm no, chúng em múa ca càng nhớ công ơn bác hồ. Rồi rất là dễ vừa hát và vỗ tay thêm nhịp phải không? Giờ thầy sẽ đàn cho các em vừa hát và vỗ tay thêm nhịp nhé. Rất là dễ
mình hát và vỗ tay theo nhịp hay không các em. Và để tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em vỗ tay theo phách nhé. Thì cũng như thầy đã nói thì mỗi một ô nhịp mà gồm có hai phách, mỗi một phách là một nốt đen. Ở đây thầy có một cái hình nốt, đó là nốt móc đơn. Thì mình sẽ hai cái móc đơn thì mình sẽ vỗ thành một phách nhé các em. Thì bây giờ các em quan sát thầy sẽ đọc và vỗ tay theo phách nhé. Do 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 mi son la do son. Do la do son mi re mi do. Và chúng ta chú ý thì ngay chỗ nốt son và cũng là cái lời là chữ no, và ở dưới thì cái cuối của bài đó là nốt đô và chữ hồ. Thì chúng ta sẽ vỗ hai phách nhé các em, tại vì đây là một cái nốt trắng thì chúng ta sẽ vỗ hai phách. Và bây giờ thầy sẽ đàn và các em có thể hát lời và kết hợp với vỗ tay theo phách nhé các em. Đọc và vỗ tay theo phách phải không các em? Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em vừa đọc và vỗ tay theo tiết tấu nhé. Do 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 mi son la do son. Do la do son mi re mi do. Đây là một hình thức vỗ tay theo tiết tấu. Thì chúng ta hát hay là chúng ta đọc ra một nốt, là hát một lời thì mình vỗ tay một cái. Đó là hình thức vỗ tay theo tiết tấu nhé các em. Và bây giờ thầy sẽ đàn và các em có thể đọc và vỗ tay theo tiết tấu nhé. Các em có thể đọc và vỗ tay theo tiết tấu, vỗ tay theo nhịp và vỗ tay theo phách nhé các em. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em cùng đọc nốt nhạc và quay lại hát lời. Và chúng ta hát được mang tên là Nhớ ơn Bác. Bài này được nằm trong chương trình tập độc nhạc số 4 của chương trình học âm nhạc lớp 5 nhé các em. Và bài này được viết ở nhịp 24 và được trích hai câu hát nhé các em, được viết bởi nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu nhé các em. Thầy mong là các em sẽ hát tốt về cao độ, về nhịp, về phách và về tiết tấu. Và lời ca của bài Nhớ ơn Bác được trích hai câu nhạc này nhé. Thì rất cảm ơn quý bà cô chú anh chị cùng các bạn và các em học sinh đã xem hết video. Và đừng quên bấm like, chia sẻ và để lại một cái đăng ký để cho kênh Đồng Khởi Nhà Quê ngày càng được hoàn thiện nhiều hơn. Xin kính chào quý bà cô chú anh chị cùng các bạn và các em học sinh. Và hẹn gặp lại ở những cái tiết học tiếp theo, những cái clip tiếp theo của Đồng Khởi Nhà Quê nhé. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý bà cô chú anh chị và các em học sinh nhé.